Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Em vừa về tiếp tục một mẫu dây nè. Em là bản GL cô chú anh chị. Sản xuất năm 2004. Bần cho em nó bộ áo màu xanh vỏ dưa nha. Em sorry, xanh nước biển. Đây cô chú anh chị nè. Nước sơn khá là ok, chất sơn riêng còn. Chủ nhà đã lên đèn bi xenon nè. Hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Máy em này chỉ có 1.8 thôi. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị nằm tầm 8 lít trên 100 km. Chủ nhà thay đèn gầm phía dưới là mới tin nha. Hai cụm đèn của đời 2004. Bệ gác chân đầy đủ các tính năng nè. Bà con của bác lấy về chỉ việc sử dụng. Mâm nè. Mâm đúc của dòng GL nè. Vỏ là 80%. Gầm bọng ở trong nè. Anh chị thấy đẹp không? Khá là ok nha, bệ gác chân tích hợp đầy đủ các tính năng nè. Đây cô chú anh chị, phía bên hông nè, ốp body, hai thanh ốp body nẹp inox hết toàn bộ rồi nha bà con cô bác nha. Đó, xe sạch sẽ lắm. Máy êm, số rin bản GL nha bà con, 49E32135. Đây cô chú anh chị, biểu tượng của Toyota dây nè. Kính rin nè cô chú anh chị, kính rin sẽ là logo, logo ẩn của Toyota là rin nguyên bản theo xe nha. Hai cụm đèn mới chát. Ok chưa? Chủ nhà đi 4 cái vỏ Michelin xịn sò lắm. Đây cô chú anh chị vỏ nè, mới tinh. Gầm bọng ở trong nè, không một tí gọi là mục ngọt. Nội thất option thì sao ạ? Bọc ghế da. Anh chị nè, bọc ghế da sạch sẽ nha. 7 chỗ ngồi, dàn lạnh nè. Dàn lạnh nguyên bản của dòng MJGL. Khay học tùy tay, khay học con ngựa đầy đủ các tính năng. Đời 2004-03 là đã có tắp bi phòng. Đây là tắp bi phòng mà Trường Anh hay nói với cô chú anh chị đây nè. Keo là keo rin không cứng không lỗ, chất sơn rin còn. Lóc khóa che an toàn đầy đủ các tính năng. Bàn ghế phía trong nè, từ phần tay gối cô chú anh chị nhìn nha. Đó, sạch sẽ không? Có gia đình nói chung người ta chạy cái mẫu xe người ta giữ kỹ. Được cái đời 2004 sàn nỉ rin cho xe nó còn rin nè. Đây là may nè cô chú anh chị, may da rin nguyên bản của em nó nhá. Dây đai bảo hiểm an toàn nè, còn đầy đủ luôn. Được chưa bà con? À, bốn cánh cửa nè. Khá là chất. Tay nắm nó bọc da hết toàn bộ nha, keo chỉ là rin tuyệt đối 100%. Không cứng bất cứ một khoảng nào trên chiếc xe nha cô chú anh chị. Tắp lô tắp bi sạch sẽ. Trang bị một cái màn hình Android nhỏ thôi. Chìa khóa lóc cửa từ phần cụ số bao da nè. Đây là da rin nè. Bao da rin hết. Được chưa? Đẹp không ạ? À? Em mời cô chú anh chị vô trải nghiệm ngay phần máy cùng với em nè. Bốn cái vỏ mới bằng nhau nha. 80%. Được chưa? Đó, màu xanh nước biển. Mẫu này thì nó chỉ có hai màu. Màu màu xanh vỏ dưa hoặc là màu xanh nước biển thôi nha cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị, trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Lắc nó nhẹ chìa khóa nổ máy thôi. Máy ơi máy. Trợ lực nè. Em này trợ lực đầm lắm. Đây cô chú anh chị nè. Biểu tượng của Toyota. Trang bị màn hình Android. Máy lạnh AC kích hoạt nè. Mở một phát có lạnh. Trang bị thêm một cái màn hình cùi bóp nha. Là máy lạnh nè. Nguyên một phần táp lô của MJ của chú anh chị coi phẳng phẳng không? Thẳng thớm lắm. Kết hợp là chúng ta sẽ có ưu tiên nè, sông gương, sông kiến đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe. Cụ số nè. Mở máy lạnh không có dấu hiệu rung lắc lạc số nhé. À, hay học để đồ tùy tay đầy đủ các tính năng nè. Được chưa? Bộ gương chính điện đang hoạt động nhé. Đó, chị thấy không? Gương chính điện còn đang hoạt động luôn. Mạc tem hai bên trụ đẹp hết. Tắp bi là bốn cánh cửa nè. Sạch sẽ không nha bà con? Đó là hàng Việt Nam chất lượng cao là ở đây nha cô chú anh chị. Một thương hiệu nổi tiếng đình đám một thời luôn bà con à. Mẫu này được cái bền hãng của Toyota mà. Anh chị có đi là toàn bộ là xin ông hết toàn bộ đèn sáng trưng ban ngày nè, ban ngày là soi sáng cực kỳ là soi sáng luôn nha cô chú anh chị nhá. Ok chưa?
rất là sáng nhá. Đó, hai cụm đèn nè, sáng ơi là sáng, anh chị thấy không? Máy nè, máy này chừng anh đã dọn rồi đó, dọn cục máy sạch sẽ rồi, sử dụng toàn bộ qua Lenco. Êm không? Bếp full nè, 1, 2, 3, 4. Em sở hữu là 4 cái bếp full và đây là ổ ga FI nguyên bản nguyên rim nha, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại ổ ga luôn, cô chú anh chị nè. Đó, máy số chất luôn. Thấy chắc không? Máy nổ êm lắm, không có đâm vai cứng đụng hai bên, hai bên lường là chuẩn chuẩn như nhau nha. Mạc tem nguyên bản của dằn, ở dằn 2004, cô chú anh chị thấy cọp chưa? Nè, keo chỉ nè, nắp capo là nắp rin biểu tượng của Toyota nha, keo nè cô chú anh chị nè. Chân anh hướng dẫn bà con một cách coi xe nắp capo nè. Nắp capo mà thay á, nó sẽ không còn cái chữ Toyota này đâu. Bất cứ một xe nào cũng có một cái thương hiệu nó đóng mộc ở đây nha cô chú anh chị nha. Cho nên bà con cô bác coi xe là phải coi kỹ từng cái chi tiết đó. Đó là cho anh hướng dẫn á, từ số khung số máy nè anh chị coi. Nét căng mạc tem là 1.8 thôi. Ok chưa? Đó là hàng cọp. Đam mê mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô. Trải nghiệm tiếp phần cốp sau cùng với em nhé. Đây là phần cốp sau nè. Đây bà con. Nè, phần cốp sau rộng rãi chưa? Hỗ trợ là hai tia nhúng nè, hai tia nhúng chống đẩy nha. Hai bên là đẹp như nhau, là không đâm va, không lỗi lầm trên một chiếc xe đâu. Vậy thôi. Xe không lỗi. Sơn rin còn, sơn rin em này ở đâu đó còn được ở tầm 65% thôi, tại vì mẫu này đã qua sử dụng mà, chứ kêu rin 80-90% làm gì có, đúng không? Chắc chắn phải có sừng dặn chứ. Cầm bà số rin nè anh chị ơi, số máy khô ráo không, cực kỳ là khô ráo nhá, khô ráo cực kỳ luôn bà con cô bác ạ. Đó là gầm rin theo xe, trong bọc gầm không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Đó, dây GL đời 2004. Yêu cái đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Một lần nữa cho anh xin khép lại chương trình tại nơi này nhé. Em see you and goodbye.